Nhưng mà vẫn còn một cái bộ sưu tập nữa mà mọi người mỗi khi nhắc đến anh Minh Nhựa thì sẽ nghĩ đến đầu tiên. Đấy là bộ sưu tập những cái chiếc siêu xe của anh. Yeah. Thì không biết là anh Minh Nhựa có thể dẫn em cũng như quý vị khán giả sẽ xem chiêm ngưỡng qua cái bộ sưu tập đấy của anh được không? Dạ, được ạ. Không có gì đối với mình là không được. Quan trọng là mọi người xem xong là cảm xúc phải giống anh Minh là được. À vâng, rất là cảm ơn anh. Dạ, mời anh. Anh em mình đi ha anh ha. Anh đi trước. Đây là cái không gian mà em nghĩ là ai cũng mong chờ đến nhà anh Minh Nhựa để ngắm nhìn xem là cái gara của anh Minh như thế nào. Dạ, như vậy thì mọi người đã đến rồi, là mọi người đã thấy rồi, thì thật ra gara của anh này so với bạn thân của anh là người chơi xe là như là Cường, đúng không? Mọi người đều biết thì Cường được có một cái may mắn hơn anh là có một cái gara được chỉnh chu hơn theo đúng tâm ý của bạn. Còn anh thì lại theo một cái phương án là gia đình nhiều hơn, nên là tập trung tất cả mọi ngóc ngách ở đây để phục vụ cái cuộc sống mỗi ngày, thì cái đam mê bị hạn chế lại. Nên là đây thì gọi là cái gara thì nó hơi kỳ, đúng không? Thì chỉ là một cái nơi để xe, để những chiếc xe nào mà anh thích nhất anh sẽ đặt ở đây, còn những chiếc xe còn lại anh sẽ phải gửi đi một cái chỗ khác. Là vì em thấy là ở đây anh để ở đây là hai chiếc, một chiếc Ferrari và chiếc Pagani thần gió này thì là gắn liền với tên tuổi của anh Minh rồi. Nhưng mà mới gần đây là Elva. Tên tuổi của anh Minh lại gắn thêm với cả McLaren Elva nữa. Thì em đang không biết là thế thì chiếc Elva của anh là anh đang phải để ở đâu rồi? Dạ, thì hiện tại là trước khi Elva về Việt Nam thì cũng đã bàn tính là sẽ sửa nhà lại để đậu được nhiều xe hơn. Nhưng mà tính anh khó nên là cái thiết kế tới giờ này thì vừa được final cách đây được có 3-4 hôm khi anh còn ở Đà Nẵng. Các bạn final thì sẽ chắc cũng phải làm cái động tác kế tiếp, sẽ phải sửa nhà nhẹ nhẹ lại. Có nghĩa là lại mua thêm 1-2 căn kế bên để anh lại có thêm chỗ cho xe đúng không anh? Dạ thôi, căn nhà kế bên ta đang ở, nên là nếu mà có nhu cầu thì mình cũng cảm ơn. Còn có nhu cầu là mình mua thôi. Dạ có nhu cầu mình mua, còn hiện tại thì mình đang có 2 căn thì mình sẽ cố gắng để mình sửa lại nhà để cho nó phù hợp. Thì theo kiến trúc thì tất nhiên là sẽ cái gì nó sẽ mắc thì chắc ở trong cái gì rẻ thì nó đi ra lại. Đấy, bảo sao em thấy là Range Rover với cả Rolls Royce anh để hết ở ngoài. Dạ chứ giờ nhà cũng hết chỗ thì mình cứ xe này để đây rồi mình đưa về công ty hay đưa về xe nhà ba mẹ để mọi người cùng đi, để cái xe nó cũng có vận hành. Thì ngoại trừ những cái xe mà mọi người sẽ thấy anh rất là ít đi cũng như giá trị nó khá cao thì anh sẽ để trong nhà, còn những xe còn lại sẽ để ngoài đường để cho ví dụ như ba nói ở Minh ơi đưa xe cho ba để ba đi, hay là con anh cần thiết thì anh sẽ đưa tất cả những cái xe đó đi về lại cho nhà ba mẹ hoặc ở phía về công ty để tiếp khách. Hôm trước em còn nhớ là có ai ở trên mạng còn đăng tin là anh Minh bán được cái chiếc Pagani này rồi cơ. Dạ thật ra thì xe thì mọi người có một cái khái niệm là mình mua vào thì mình sẽ để luôn mà mình không có nhu cầu bán ra. Đối với anh thì thật ra là bán ra thì có nhiều cái nội dung. Một là kẹt tiền quá anh bán thì cũng có, nếu mình nói không có thì cũng không đúng. Hai là mình đã trải nghiệm quá lâu rồi, mình cũng mong muốn mình có một cái trải nghiệm khác. Nhưng mà còn về cái tin đồn thổi của Pagani thì thật ra là hơi ép anh quá. Tại vì thật ra anh chưa có suy nghĩ đó là như thế nào. Mặc dù nhiều người đã ngã giá nhưng mà cái giá nó là một cái mức mà mình chưa happy lắm. Rồi tự gán vào rồi tự lên logo luôn, nên là cũng khổ cho cái người mà chưa có mua mà bây giờ biến thành là bị buộc phải mua, mà anh Minh thì cũng chưa có nhu cầu để bán. Dạ nên là thôi tin đó cho anh khép lại là Pagani vẫn là của anh Minh. Pagani vẫn ở đây, hôm nay là chính thức là xác nhận là chiếc Pagani vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Dạ. Mọi người vẫn hỏi là anh Minh đang có dán đề can tất cả mọi thứ theo trường phái mà của công ty Nhựa Long Thành. Thì tại sao anh Minh lại xả hết tất cả mọi thứ và đưa về nguyên bản? Thì thật sự là khi anh được nhận Elva ở bên anh đã có cái khái niệm đó rồi, vì xe Elva mọi người biết là nó được họa sĩ Hơ Nguyễn và đã vẽ lên. Anh thấy một cái xe thế giới đã tạo ra và thêm một cái nghệ sĩ collab Hơ Nguyễn để đưa cái xe, anh thấy quá đẹp, nên lúc đó anh mới đưa ngược lại là như vậy đã khá nhiều năm anh chưa thấy về nguyên bản của Pagani, như vậy thì để một cái cảm xúc đưa về lại ùa lại. Vậy thì thay vì mình phải dán đề can lên, mình phải nghĩ những cái design mới, không, trả về nguyên bản thử nó sẽ là như thế nào. Mình tìm lại cái khoảnh khắc mà anh nhận cái xe này tại Dubai. Thì khi mà anh vừa trả về nguyên bản thì anh thấy wow, rất 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 là đúng của những gì anh đã chọn vào lúc trước kia.
Còn những lúc gì mình đang dán decal thì nó cũng chỉ là một cái cảm xúc tạm thời thôi. Dạ. Thì cuối cùng khi cả dụng nguyên bản thì thật sự đẹp quá. Người ta vẫn nói là đỉnh cao của độ xe là về lại nguyên bản. Nên sau đó anh thấy có rất khá nhiều người bạn anh lại về nguyên bản. Rất là hay. Thế là hôm nay đã được anh Minh Nhượng chia sẻ rất là nhiều cái điều thú vị trong không gian ngôi nhà của anh. Đấy, và lần đầu tiên là được chia sẻ cái không gian mà những cái chiếc xe anh yêu thích nhất thì anh mới để ở bên trong. Và cũng hy vọng rằng là sắp tới khi mà anh sửa sang lại được cái căn nhà theo cái thiết kế mới của anh thì sẽ lại có dịp để được qua, để được chiêm ngưỡng và gửi đến những cái hình ảnh. Hy vọng tới lúc đó mọi người sẽ đoán là Bacani nằm đây, và nằm đây, hay là ngược lại, hay là nó sẽ nằm ở chỗ thì nào. Chắc là sẽ phải để cho mọi người đoán này nhỉ. Rất là cảm ơn anh Minh Nhượng, rất là cảm ơn anh thì đã chia sẻ không gian gia đình của mình với các quý vị khán giả với chương trình. Anh cũng hy vọng rằng là đây là một cái buổi để trải nghiệm cái cuộc sống anh Minh nó sẽ đơn giản như thế nào, khác với lại tất cả gia đình khác. Mỗi người sẽ có một mục tiêu sống của mình. Anh thì chỉ khái niệm là về nhà, là tổ ấm thì làm sao đơn giản nhất có thể. Còn xe cũng chỉ là một niềm đam mê, nên là có chỗ đậu cho đam mê của mình là cũng ok rồi. Vâng, rất là cảm ơn anh. Thực sự là anh Minh rất là gần gũi và thân thiện hơn. Đôi khi là nghĩ đến anh Minh ở trên mạng thì là một tay chơi siêu xe, rồi người ta sẽ nghĩ rằng là anh mình giàu có, rồi mình sẽ hơi chảnh một chút. Nhưng mà khi mà chúng ta đến nhà anh Minh, tiếp xúc với anh Minh thì thực sự là hoàn toàn là một cái cảm giác hoàn toàn khác. Rất là cảm ơn anh. Cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều để anh có thể truyền tải được cái cảm xúc của anh cũng như cách sống của anh đến nhiều người hơn nữa. Và mọi người sẽ anh sẽ hy vọng rằng là mọi người sẽ yêu quý anh nhiều hơn và bỏ giùm anh những cái suy nghĩ rằng là anh Minh đang ở đâu, đang rất là xa, rất là khó, rất là gũi. Anh rất là mong mỏi rằng mọi người sẽ yêu thương anh nhiều hơn. Tại vì khi anh sinh ra là anh là con một, nên thật ra anh ít có bạn bè và ít có anh em chị em, gần như là không có anh em ruột rồi. Nên là anh gần với mọi người hiểu anh nhiều hơn và thương anh nhiều hơn. Hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ yêu thích những chương trình của House and Home. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. Xin chào.